in the South China Sea might last hundreds of years. So deeply and thoroughly doing research on this will ensure that we all know our position in this dispute. Vietnam should have a human development strategy in this field. I hope that in the future, the youth will have excellent research to help us realize our position in this dispute. Thank you. The second question I would like to ask Professor Dương Văn Quảng. Dear Mr. Dương Văn Quảng, in your opinion, what could countries surrounding the South China Sea bear on to cooperate and develop? Thank you. Câu hỏi thứ hai và tôi xin phép được dành cho giáo sư Dương Văn Quảng. Thưa giáo sư, theo giáo sư thì dựa trên cơ sở nào mà các nước ở khu gần Biển Đông lại có thể hợp tác và phát triển được với nhau? Cảm ơn câu hỏi của nhà báo. Vấn đề Biển Đông bề ngoài xem ra phức tạp hơn nhưng trên thực tế không hẳn là như vậy. Vì Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cuối cùng đã ký tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002. Các bên cam kết sẽ thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng phương pháp hòa bình. Thank you for your question. South China Sea issues seem to appear more complicated. But in fact, it is not necessary because China and South Asia countries eventually signed the declaration on the conduct of party in the South China Sea. And all the parties addressed the consultations and friendly negotiation. These few segments seem to be by the peaceful means in the South China Sea. Thank you. And the last questions I would like to ask Dr. Lanang. Dear Ms. Lanang, in your view, what is the true role of the U.S. and how could the U.S. do why Washington is trying to consolidate in the Asia and enhance the presence in the region? Thank you. Và câu hỏi cuối cùng tôi xin dành cho bà Lan Anh. Thưa bà Lan Anh, theo bà, đâu là vai trò thực sự của Hoa Kỳ trong vấn đề tranh chấp này? Và Hoa Kỳ hiện có ra sao khi mà Washington đang cố gắng củng cố vị thế của mình và đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực châu Á? Cảm ơn câu hỏi của nhà báo. Trước hết tôi cho rằng các nước châu Á đang muốn Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực để tạo một thế cân bằng khả dĩ có thể thuyết phục Trung Quốc đến với khu vực với tư cách là một đối tác hòa bình và cùng chung tay giúp châu Á phát triển. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta lại thấy rằng là Trung Quốc lại đang sử dụng sức mạnh vũ lực của mình để xác định ranh giới và cũng như chủ quyền tại các lãnh thổ tranh chấp. Điều thứ hai tôi cho rằng thì châu Á Hoa Kỳ cũng có một cái quyền lợi trong vụ này bởi vì là Washington muốn thấy một Trung Quốc thịnh vượng gia nhập vào châu Á bằng đường lối đồng thuận và hợp tác với các nước khác. Cho nên Hoa Kỳ sẽ khuyến khích việc giải quyết tranh chấp theo đường lối đa phương và dựa trên luật quốc tế. First and foremost, Asian countries want the U.S. present in the region to create a possible balance to convince China to come to reason as a peace partner to help the Asia to develop. Because China is using its power to determine sovereignty in the disputed territory. Secondly, the U.S. also have the interest in this case. Washington want to. First and foremost, Asian countries want the U.S. presence in the region to create a possible balance to convince China to come to reason as a peace partner to help Asia to develop. Because China is using its power to determine the sovereignty in the disputed territory. Secondly, the U.S. also have the interest in this case. Washington want to see China to join in the Asian community by the way of consensus and cooperation with other countries. So the United States will encourage settlement of this bill based on international law. Thank you. Distinguished guests, we appreciate the concern about the South China Sea issue. However, due to the limited time, we would like to leave your other question
to press conference in this afternoon. Thank you very much for your active participation. Kính thưa quý vị khách quý và các phóng viên, chúng tôi biết được rằng là các quý vị rất quan tâm đến vấn đề an ninh và chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng mà do thời gian có hạn nên là chúng tôi xin phép được chuyển những câu hỏi còn lại của các quý vị vào buổi họp báo chiều hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các quý vị vào trong phần thảo luận vừa rồi. Ladies and gentlemen, distinguished guests from Vietnam and abroad, after a very enriching and fruitful conference, I believe that we have achieved the objectives of this conference, that is introducing and understanding and finding solutions for the South China Sea issues. In addition to it, the friendship and solidarity in the region has been fostered through the conference. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, sau 2 ngày làm việc tích cực, hội thảo của chúng ta đã đi đến hồi kết thúc. Chúng tôi tin rằng chúng ta đã đạt được những điều mong muốn qua cuộc hội thảo ngày hôm nay, đó là việc giới thiệu, thấu hiểu và đưa ra các giải pháp cho vấn đề về Biển Đông. Thêm vào đó thì tình hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia cũng sẽ được tăng lên thông qua buổi hội thảo ngày hôm nay. We would like to give a round of applause to all the panelists. Xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay. Thank you for your support. With this, I would like to conclude this session. And on behalf of the organization board, I would like to declare this conference officially closed. I would like to thank you all once again for your active participation and wish you a safe trip back home. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được tuyên bố bế mạc của hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia của tất cả các quý vị và xin chúc các quý vị có một xin chân thành cảm ơn và chúc các quý vị thượng lộ bình an.